Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong cái bài mới kỳ này á, thì tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái chủ đề mà tôi nghĩ rất là thiết thực. Thậm chí là rất có thể nhiều người trong các bạn nghĩ về nó hàng ngày, suy tư về nó hàng đêm. Và nó cũng là một trong những cái nguồn cơn khiến cho cái cuộc sống của chúng ta nhiều khi là không như ý các bạn. Tôi đang nói tới những người mà có thể đang ở trong cái vòng lẩn quẩn, cái kiểu mà mình làm cái gì nó cũng không bền đó các bạn. Làm gì nó cũng mau chán mà nó cứ lẩn quẩn. Làm cái mới cũng sẽ mau chán, mà âm thầm làm cái cũ cũng thường xuyên chán. Cho dù có thay đổi hay là chấp nhận hiện trạng thì chỉ có một cái sự chán nản thôi. Và tôi thấy cái tình trạng này ở nhiều người á, thậm chí là nó còn tăng lên một cái mức độ mới. Đó là cái mà tôi tạm gọi là sự tuyệt vọng trong công việc. Có nghĩa là họ tuyệt vọng vô cùng luôn. Trời ơi, sao mà chán dữ vậy trời. Sao mà công việc của mình sao mà nó quải. Khổ ơi là khổ trong công việc luôn á. Mặc dù cũng làm công việc mà mình đã chọn làm rồi đó. Kiểu đại khái như vậy, thấy mình cũng không tệ, mình làm cũng được việc. Mà sao cứ lẩn quẩn, chán nản hoài. Và thậm chí có nhiều người đến một cái giai đoạn kết luận luôn cuộc đời của mình là thôi, đời mình nó sai rồi. Mình làm một cái công việc, một cái công ăn việc làm mà sau bao nhiêu năm đi làm nhìn lại thì thôi, sai rồi. Chả thích gì nó cả, mà chả biết sao vẫn cứ làm. Chán nản, tuyệt vọng. Các bạn có gặp tình huống này không? Tôi thấy những cái tình huống như thế này xảy ra rất nhiều trong cuộc sống này. Nếu mà các bạn không gặp thì tôi chúc mừng các bạn. Còn nếu mà các bạn có gặp, dù là gặp ít hay nhiều, cái sự chán nản lẩn quẩn này thì cho phép tôi được chia sẻ và đồng cảm với các bạn. Và cái bài kỳ này tôi sẽ mong góp một cái phần nào đó để giúp các bạn thoát ra khỏi được cái tình trạng này. Có thể là không nhanh được, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ và đóng góp được một cái kinh nghiệm mà tôi thấy là nó lành mạnh nhất và nó có thể giúp cho chúng ta về lâu dài thoát ra khỏi cái nỗi khốn khổ này. Ha, thì thôi, giờ mình vô liền luôn đi. Làm cách nào để không có rơi vào cái tình trạng lẩn quẩn, làm cái gì cũng không bền, cũng mau chán, cũng thất vọng, cũng không vui. Ha. Rồi, hello các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với cái phần đầu tiên của cái bài ngày hôm nay các bạn ha. Tại sao chúng ta làm cái gì cũng mau chán, cũng mau nản, cũng lẩn quẩn. Kể cả chúng ta đổi qua cái việc mới thì cũng chỉ vui được lúc đầu thôi. Sau đó thì lại chán, lại quải. Đó là trường hợp những người chịu thay đổi ha. Còn những người không chịu thay đổi thì càng tệ hơn. Chán mãi với cái việc mình đang làm năm này qua tháng nọ đến một lúc nào đó mà không cảm xúc luôn. Thì làm sao để hết cái này đây, đúng không? Thì thưa các bạn, ở cái phần đầu tiên này á, tôi sẽ phân tích về cái lý do gây ra cái tình trạng này các bạn ha. Và ở cái phần số 2 thì tôi sẽ đề xuất những cái giải pháp thực tế mà bản thân tôi cũng có áp dụng ha. Thì bây giờ mình nói về lý do đi. Cái nguyên nhân tại sao lại xảy ra cái chuyện mà đụng tới đâu chán tới đó, đụng tới đâu lẩn quẩn tới đó, đụng tới đâu quải tới đó, đụng tới đâu tuyệt vọng tới đó trong công việc. Tôi biết có nhiều người đang nghe cái này mà phải gọi là cực kỳ vô cảm với công việc của mình luôn á, vì họ đã chịu quá nhiều cái sự chán nản rồi, họ không có thiết tha gì nữa. Tới mức đó luôn đó các bạn. Vậy thì lý do tại sao? Bây giờ tôi sẽ hỏi các bạn vài câu hỏi ha. Đây là những câu hỏi mà sẽ rất có lợi cho các bạn. Và các bạn hãy cứ theo những câu hỏi này đi ha. Nghe xong và trả lời sơ sơ qua thì chúng ta sẽ biết câu trả lời. Đây là cái phần rất quan trọng của cái bài này đó ha. Giờ tôi hỏi bạn nè, trong những cái ở bên dưới mà tôi chuẩn bị kể ra, bạn có thích làm việc trong những lĩnh vực đó hay không? Ha, và nếu mà tôi cam đoan với các bạn luôn là những lĩnh vực này là lương cao hết, rất ngon, thì các bạn có sẵn sàng làm hay không? Lĩnh vực thứ nhất là cái ngành ẩm thực, ha, bạn có thích làm trong ngành ẩm thực hay không? Lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực kinh doanh, bạn có thích làm chủ, làm kinh doanh hay không? Nghe tới làm sếp khoái, ha. Bạn có thích cái này hay không? Lĩnh vực thứ ba là lĩnh vực thuộc về social, những lĩnh vực liên quan tới mạng xã hội á, giống như là Facebook, rồi làm video trên YouTube, làm người nổi tiếng trên TikTok, đại khái như vậy. Các bạn có thích làm việc trong những lĩnh vực này hay không? Tôi nói là mặc định luôn nha, tôi cho các bạn một cái giá mặc định luôn là những lĩnh vực này đều lương cao hết. Thì bạn có thích hay không? Đó, bạn trả lời đi, có thích không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đào sâu hơn chút xíu ha. Nếu bạn trả lời là có, thì thực ra cái chữ có của các bạn á, với những lĩnh vực tôi vừa kể ra đó, rất có thể nó sẽ là thiên đàng với người này, nhưng sẽ là địa ngục với người khác. Chính cái chữ có này là cái mà có thể kéo cả cuộc đời của các bạn đi xuống. Và tôi biết nhiều người trong các bạn vẫn ngẩn tò te chưa hiểu cái gì đâu. Thì bây giờ mình sẽ đi thêm ha. Những cái lĩnh vực mà tôi vừa kể ra cho các bạn á, thực ra nó không mới. Ngành ẩm thực, công ăn việc làm trong đó rất nhiều, nó không mới, đúng không? Ngành kinh doanh cũng không mới. Những cái ngành về truyền thông xã hội, YouTube, TikTok, Facebook cũng không mới. Nhưng tôi hỏi các bạn thêm nữa nè, bạn làm những lĩnh vực này chưa? Và nếu có làm thì bạn làm lâu chưa?
Và nếu bạn đã làm lâu rồi thì bạn có thành công chưa và bạn có thích nó hay không? Có hay không? Bạn trả lời đi. Nếu bạn chưa làm cái công việc này ngày nào, trong khi những cái lĩnh vực tôi vừa kể ra, nó cũ rích à. Tại sao bạn thấy nó ngon mà bạn không làm? Đúng không? Và bạn thấy nó ngon, tại sao bạn không đi sâu? Và bạn thấy nó ngon, tại sao bạn không thành công với nó? Có cái gì đó kỳ kỳ đây. Và đây là cái nguyên nhân nè các bạn. Các bạn bị nhầm động lực rồi. Tôi không nói tất cả nha, nhưng tôi biết một số lượng không nhỏ đã bị nhầm động lực rồi. Chính vì cái việc nhầm động lực, nó làm cho bạn làm cái gì cũng chán, cũng nản, cũng lo sợ, cũng lẩn quẩn. Bây giờ nè, thực tế nha, bạn có thích ẩm thực thiệt không? Bạn có thích làm việc trong cái ngành ẩm thực thiệt không? Hay bạn chỉ thích ăn uống thôi? Cái lý do chọn nghề của nhiều người mắc cười lắm. Họ thích cái hưởng thụ của cái công việc đó. Và sau đó họ lừa dối bản thân mình là tôi thích làm việc trong lĩnh vực này. Đâu ra? Động lực sai. Mà động lực sai có thể giết chết một cuộc đời đó các bạn. Bạn không thích ẩm thực đâu. Bạn thích ăn ngon. Thì hai cái này nhiều khi nó không liên quan gì nhiều đó các bạn. Bạn chỉ thích ăn ngon, thế thì bạn lao vào cái ngành này. Sao bạn làm nổi các bạn? Bạn có thích nấu nướng đâu? Bạn có thích đi chợ đâu? Bạn có thích phục vụ đâu? Bạn chỉ thích ăn thôi. Giữa cái bạn thích và cái bạn sẽ thực sự làm trong cái lĩnh vực đó, nó bị chệch, nó bị chênh nhau, thì bạn thua cái ngành đó ngay từ vòng gửi xe rồi. Sao mà thắng nổi? Rồi bây giờ ngành kinh doanh đi. Tôi hỏi bạn, bạn thích kinh doanh thiệt không? Hay là bạn chỉ thích tiền thôi? Bạn thích tiền, bạn thích có nhiều tiền, hay là bạn thích kinh doanh? Bạn có thích cái việc mà đi ngoài nắng ngoài mưa, nghiên cứu thị trường, đi dò giá để kiếm được một cái nguồn hàng tốt hay không? Bạn có thích cái cảm giác mà phải ngồi đóng hàng mà phải gọi là muốn còng lưng luôn á? Bạn có thích cái cảm giác mà thường xuyên check tin nhắn của người mua và rất nhiều người trong số đó rất là nói chuyện, phải gọi là rất là đăm ban? Bạn có thích cái cảm giác mà lúc nào cũng phải nặng óc nghĩ ra một cái kịch bản quảng cáo nào đó mới để bán được hàng không? Bạn chả thích cái gì ở đó cả thiệt. Bạn chỉ thích tiền thôi, lại nhầm động lực nữa các bạn. Nếu bạn lao vào kinh doanh mà bạn chỉ thích tiền thôi, bạn chả thích làm mấy cái việc khác, thì bạn đã không phù hợp với nó ngay từ đầu rồi. Bạn rớt từ vòng gửi xe ngay từ đầu rồi. Những cái công việc social media cũng như vậy. Bạn thích viết không? Hay chẳng qua bạn thích những cái like thôi. Bạn thích nhiều like thôi chứ bạn không thích đầu tư chất xám công sức thời gian ra để viết. Bạn thích cái kết quả mà công việc nó mang lại, hay là chính bản thân công việc đó? Nếu mà bạn chỉ thích cái kết quả công việc nó mang lại, cả cuộc đời của bạn không bao giờ vui được. Không bao giờ vui được với công việc đó đâu. Quay trở lại với cuộc đời của rất nhiều người trong các bạn. Bây giờ mình nói về cái công việc mà các bạn đã từng rất yêu thích đi. Tôi biết là có rất nhiều người trong các bạn rất là thích và vui lắm với cái công việc mà các bạn nhận được khi mà vừa phỏng vấn xong. Bạn vừa nhận cái tin là chúc mừng bạn, bạn đậu tuyển dụng rồi, bạn vui lắm. Bạn ngồi bạn mộng mơ, trời ơi sướng nha, mình được làm một công việc văn phòng ở một công ty cũng chất lượng, lương của mình cũng 15 triệu, ngon á. Rồi sao nữa? Sau đó nó tàn tạ luôn các bạn. Tôi biết nhiều người lương cao mà cực kỳ tàn tạ với công việc luôn. Chán vô cùng. Why? Tại vì cái ngày mà bạn nộp đơn vô cái công ty đó, bạn không quan tâm là công việc đó tóm lại sẽ làm cái gì, mà bạn chỉ thích, bạn chỉ mê cái số tiền, cái lương mà cái công việc đó mang lại. Bị sai động lực rồi. Cái tình trạng này nó cũng y chang như là bảo là em thích, em muốn làm ngành ẩm thực, nhưng em không thích nấu ăn, em không thích đi chợ, em không thích phục vụ người khác. Sai động lực rồi các bạn. Và đừng có ngạc nhiên nếu bạn chợt nhận ra là mình không thích công việc đó. Tại vì ngay từ đầu bạn đã không thích nó rồi mà. Bạn có thích nó đâu. Bạn thích cái kết quả của nó. Và bạn lao vào nó, nhưng bạn vẫn phải đối mặt với những cái công việc hàng ngày của cái đó mà. Thế là càng ngày càng chán, càng ngày càng chán. Nhiều khi cái sự vỡ mộng nó rất là buồn cười. Nó rõ ràng mà. Bạn tỉnh táo xíu, bạn sẽ biết ngay từ đầu bạn chả thích công việc đó. Đó là cái điều đáng buồn của đời người. Có nhiều người lớn tuổi rồi mới nhận ra cái điều này đó các bạn. Thành ra cái việc mà động lực sai này, nếu mà nhận ra từ sớm thì may mắn lắm. Rồi, như vậy là ở cái phần đầu tiên thì tôi đã chỉ ra được một trong những cái lý do cực lớn mà những bạn đi làm, đi tới đâu cũng chán, làm cái gì cũng nản. Thì một trong những lý do lớn nhất là động lực sai đó các bạn. Động lực sai đó, bạn thích cái B mà bạn tưởng đâu bạn thích cái A. Bạn thích ăn nhưng bạn tưởng đâu là bạn thích làm ẩm thực. Bạn thích tiền nhưng bạn tưởng đâu bạn thích kinh doanh. Bạn thích sự nổi tiếng, bạn thích nhiều like, nhưng bạn tưởng đâu là bạn thích làm ngành truyền thông xã hội. Sai cái này đau lắm đấy, không có đùa đâu. Thôi thì tôi sẽ dừng lại cái phần số 1 ở đây. Tới cái phần số 2, tôi sẽ nói rất nhiều về các giải pháp trong cái tầm mức là kinh nghiệm của tôi. Và các giải pháp này tôi sẽ chia ra thành từng khúc nhỏ để các bạn dễ xem, dễ ngắm, dễ nhớ và dễ tham khảo các bạn nha. Về vô phần số 2, phần giải pháp. Rồi,
Rồi, mến chào các bạn. Đây là cái phần số 2 các bạn ha. Cái phần này tôi sẽ liệt kê ra cho các bạn một loạt những cái giải pháp từ cái kinh nghiệm của tôi. Cũng hơi khó cho tôi á, tại vì tôi sẽ phải lục lại ký ức của mình rất là nhiều. Nhưng mà cũng may mắn cái là những gì mà tôi nói với các bạn trong cái tập ngày hôm nay á, là tôi đã trải qua hết rồi. Nên tôi chỉ việc lục lại ký ức thôi, chứ tôi cũng không cần phải chế tạo ra cái gì mới cả. Nên là tuy là cũng hơi mất thời gian, nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng đã có một cái bản danh sách những cái kinh nghiệm của mình để mà vượt qua cái chuyện này rồi ha. Thì bây giờ tôi sẽ kể ra cho các bạn từng cái một, cứ từ từ thông thả rồi chúng ta sẽ điểm qua hết ha. Ok, thế thì cái điều đầu tiên để loại bỏ cái việc mà làm gì cũng mau chán, cũng lẫn quẩn, cũng nản này nọ đó, thì giống như là tôi đã nói ở cái phần phân tích ở trên đó, một trong những lý do lớn nhất là tình trạng động lực sai, đúng không? Vậy thì cái giải pháp đầu tiên là mình phải biết cái động lực đúng các bạn. Động lực đúng nó quan trọng lắm khi mình làm bất cứ công việc gì. Thì với cái kinh nghiệm rất cá nhân của tôi nha, cái động lực đúng khi mà làm công việc đó, tức là những công việc mà bạn làm, bạn thấy thích nó trong khi làm thay vì sau khi làm. À, chữ trong khi và chữ sau khi chính là cái nền tảng, cái bản chất của cái việc tìm ra công việc mình yêu thích và có thể gắn bó lâu dài với mình đó các bạn. Nhớ kỹ nha, hãy biết động lực đúng chính là cái cảm giác mà bạn thích làm cái công việc đó trong khi làm nó, thay vì sau khi làm nó. Và đương nhiên là các bạn nhớ giùm tôi nha, tôi đang nói về công việc, việc làm nha, chứ không phải là cái việc hưởng thụ. Hãy để ý khi mà các bạn làm việc đó, cái gì mà bạn thích trong khi làm thay vì sau khi làm thì cái đó là động lực đúng nha. Nhớ là công việc nha, chứ tôi biết nhiều người trong các bạn đang nghĩ về ăn, ngủ, đi chơi này nọ, thì cái đó có phải là công việc không? Không. Hãy nhớ công việc nha, để nhầm mệt lắm. Các bạn chỉ cần hiểu như vậy thôi. Còn làm sao để tìm ra được một công việc mà mình thích trong khi làm nó thì cái tiếp theo tôi chỉ, gấp làm gì ha. Tôi chia sẻ với các bạn một chút xíu về cái việc mà tôi thích giảng bài, thì nó xuất phát từ khi tôi làm sinh viên rồi các bạn. Thực ra nói nào ngay, cái lý do nó cũng hơi láo cá. Tại vì tôi thấy ở đại học có nhiều giảng viên, đương nhiên có nhiều người dạy hay, nhưng mà có nhiều người để theo tôi là không hay. Thành ra lúc đó tôi có một cái ước mơ là tôi sẽ cố gắng giảng mọi thứ mà tôi biết, sau đó cho hay, cho dễ hiểu, nếu vui được thì càng tốt, nhưng mà sẽ không tới mức mà nhàm chán, cùng cực. Thế là tôi muốn giảng bài thôi các bạn. Và có rất nhiều khi tôi ở trong phòng một mình đó, và tôi giảng thôi, tôi giảng chả cho ai xem cả. Rồi khi mà tôi ngồi tôi giảng một mình cho mình đó, thì tôi cảm thấy à, mình thích cái việc này nha. Trong cái lúc làm mình thích và mình muốn làm nó. Đó, vậy thôi các bạn. Và cái việc giảng bài nó theo tôi cho tới tận bây giờ, mặc dù là 5 tháng trôi qua rất lâu rồi, lâu lắm rồi. Nhưng bây giờ tôi vẫn còn thích giảng bài, diễn giải, biến những thứ khó hiểu thành dễ hiểu. Thì cái động lực trong khi mình làm nó quan trọng lắm các bạn, thiệt. Không thì cái việc đó nó không theo nổi mình đâu, tôi nói thiệt. Hoặc là một cái ví dụ phải gọi là rất đáng ngưỡng mộ, các bạn có thể nhìn thấy ở trong cuộc sống này, là những cái người mà chạy bộ marathon đó. Thậm chí là nhiều người trong số họ đóng tiền để chạy, không có care, họ không quan tâm là có thu nhập thù lao gì hay không về cái chuyện đó. Và họ chạy rất lâu năm các bạn. Thì các bạn biết cái động lực đáng ngưỡng mộ của họ là gì không? Là vì họ thích trong khi chạy, chứ không phải là thích sau khi chạy. Đương nhiên sau khi chạy có cái sự thích thích, nhưng trong khi chạy, cái cảm giác nỗ lực, trời ơi mệt quá, nhưng mình sẽ ráng chạy thêm một cây số nữa, nhích thêm một cây số nữa, nhích thêm một cây số nữa, nhích thêm một cây số nữa. Đó là một cái cảm giác phải gọi là tuyệt vời với những người chạy marathon. Và họ cũng muốn lao đầu vào cái mà có thể nhiều người xung quanh cảm thấy sao khổ vậy, hành xác mấy chục cây số, nhưng với họ là họ thích. Đặc biệt là họ rất thích trong cái quá trình họ làm cái việc đó. Hãy nhớ cái chuyện đó nha, đó là động lực đúng. Nếu bạn bảo là bạn thích ngành ẩm thực thì bạn phải thích cái việc nấu ăn kìa. Bạn thích cái việc đứng đó và nấu. Trong cái lúc nấu bạn thích, bạn được bay bổng, bạn được sáng tạo, bạn thích làm cái việc đó thì nó mới là động lực đúng. Còn bạn thích sau khi nấu ăn là ăn á thì chia buồn nha. Một ví dụ vui nhưng kết quả là chia buồn đó ha. Đó là phần đầu tiên các bạn cần nhớ. Bây giờ mình qua phần tiếp theo. Thế thì làm sao để tìm ra được những công việc, những hoạt động có cái tính chất là mình thích trong khi mình đang làm việc? Thì thực ra cũng dễ mà. Để ý đi, sống tỉnh thức lên các bạn. Tôi nói cái chữ tỉnh thức này là một cái chữ trần tục á, chứ tôi cũng không muốn nói những cái khía cạnh tâm linh ở trong cái bài này đâu. Bài này về nghề nghiệp mà. Hãy sống tỉnh thức lên. Cuộc sống của các bạn trải qua những cái việc gì đó mà các bạn cảm thấy vui trong khi làm nó, thì bạn hoàn toàn có thể thử và làm nó nhiều hơn. Thiệt, giống như tôi vừa kể đó, tôi vui khi tôi diễn giải một cái điều gì đó, và cái sự diễn giải những cái việc khó thành những việc dễ trở thành cái niềm đam mê của tôi lúc nào không hay. Và tôi tin là bây giờ tới hết đời thì nó sẽ theo tôi thôi, không bỏ được các bạn. Cái niềm đam mê diễn giải là nó đã sống chặt trong tim tôi rồi, thiệt.
Và tôi làm đó vì tôi để ý, tôi quan sát, tôi tỉnh thức và tôi biết à, tôi có thích cái đó. Tôi làm cái đó, tôi nhận ra là tôi thích trong khi làm. Wow, đó là một phần thưởng. Các bạn bật cái radar tâm trí các bạn lên đi, tôi nói thiệt á. Radar là gì? Là bật cái rà sóng lên đó. Nhìn cuộc sống của mình từ sáng tới giờ, để ý trong từng phút từng giây mình làm có cái việc gì mà mình cảm thấy mình thích hay không. Thích trong lúc làm nha, chứ không phải là làm xong rồi cái mình nhận được cái bao thư thù lao lúc đó mình mới thích thì no, cái đó không ăn thua đâu. Hiện tại nếu mà các bạn đang làm một cái công việc mà các bạn không thích gì cả thì thôi, cứ vẫn hay cứ làm đi. Nhưng trong quá trình làm, quan sát, phải có cái gì mình thích đó chứ. Có thể mình ghét 9 phần nhưng mình cũng thích một phần chứ. Để ý đi, sáng có cái gì đó mình làm mà mình mình thích nha, ghi lại đi các bạn, để ý cái đó đi. Và sau khi mà mình ghi lại nhiều á, đến một lúc nào đó mình phát hiện à, sao cái sự việc này nó cứ xuất hiện trong cái sổ mình nhiều quá vậy. Thì đó là lúc bạn quyết định bạn làm nhiều hơn với cái đó. Thì bạn sẽ được sống trong một cái công việc mà bạn yêu thích. Thì thành công hay không nó cũng phải nằm ở cái chỗ đó các bạn. Bạn không yêu thích nó thì sao bạn thành công nổi với nó về lâu về dài, đúng không? Bạn đã từng bao giờ nhìn thấy những người nông dân hạnh phúc chưa? Những người nông dân hạnh phúc là những người mà vui khi mà họ tỉa cành, tỉa cây, dãy cỏ. Họ vui khi họ làm những cái việc đó các bạn. Họ hạnh phúc, họ vui vẻ lắm khi họ làm cái việc đó. Họ được nhìn cây trái ra hoa từ từ và thậm chí là tới cái lúc mà nó trổ bông, chuẩn bị thu hoạch rồi đó. Thậm chí họ còn tiếc nữa. Trời ơi, công sức mình chăm bón thì mình bán, nhiều khi mình thì không nở. Thiệt, nhiều người vậy lắm các bạn. Thì các bạn thấy họ vui trong khi làm cái việc đó. Kể cả đó là một cái công việc mà có thể là nhàm chán, vô nghĩa với hầu hết mọi người, chả sao cả. Nên tôi mới bảo là chúng ta hãy bật cái radar lên là như vậy đó. Có thể với cuộc sống của chúng ta lại phát hiện mình thích một cái việc mà rất là bình thường. Nhưng cái đó quý lắm ạ. Biết một thứ mà mình thích trong khi làm đó rất quý. Cái điều thứ ba để mà sống theo cái động lực đúng á, mà tôi muốn chia sẻ đến các bạn, đó là cái cảm giác mà có thể nhiều bạn sẽ thấy là cái thứ mình làm nó không ngon, cái thứ mình thích nó không được ngon, không có tiềm năng, không có kiếm được nhiều tiền, đại khái như vậy so với những cái ngành khác, đúng không? Thế thì chỗ này tôi sẽ đề nghị với các bạn một cái môn học mà cho dù các bạn làm ngành nghề nào các bạn cũng phải học, đó là cái môn marketing. Cái môn marketing này, tiếp thị này á, là mang cái kết quả, mang cái sản phẩm của mình đến với người khác. Bây giờ bạn thích mấy, bạn làm ra tốt mấy mà người ta không biết bạn thì bạn cũng thất bại thôi, đúng không? Nên để mà giải trừ cái nỗi lo là cái thứ tôi thích thực ra nó không ngon, nó không có tiềm năng tiền nhiều, thì hãy học marketing. Đây là cái thứ duy nhất mà tôi khuyến khích các bạn, là cho dù các bạn có thích hay không thích thì cũng hãy học marketing. Có thể bắt đầu từ marketing cá nhân rồi chuyển qua marketing hàng hóa. Cứ học đi, cứ thấy nó khô cứng này nọ, cứ học đi, bạn sẽ học được rất nhiều các bạn. Tôi hỏi các bạn có bao giờ các bạn nghĩ là người ta có thể kiếm được tiền từ cái việc mà làm cái bánh mà in hình cờ của mấy cái câu lạc bộ bóng đá không? Ví dụ bạn yêu thích cái việc làm bánh đi và bạn sáng tạo, bạn thiết kế ra cái bánh hình lá cờ, đúng không? Bạn có nghĩ, ví dụ bạn làm được cái việc đó, bạn sẽ kiếm được tiền không? Đó là ý tưởng đã có người làm được rồi đó các bạn. Người ta kiếm được tiền từ cái việc đó luôn á. Bạn có thể thấy cái kênh YouTube là Pancake Artist mà tôi để trên màn hình, các bạn thấy người ta hiện tại là 11 triệu view. Thì họ chắc chắn là họ đang làm công việc họ thích đó. Nhưng mà họ sẽ không bao giờ được nhiều người biết tới như vậy nếu họ không học về marketing. Các bạn thấy là cái ý tưởng mà làm cái bánh hình lá cờ gần như là nó không đủ ăn, nó không sống được, nó không có tiềm năng, đúng không? Nó không có tiềm năng. Theo đuổi cái đó có đói chết à? Nhiều người sẽ nghĩ như vậy, nhưng nó gắn marketing vào cho nó thì nó sẽ trở thành một cái thứ thú vị và được nhiều người ngưỡng mộ, đúng không? Hoặc là các bạn biết là cái anh mà thánh rắc muối đó, Solberg đó, rất nổi tiếng trên mạng xã hội, hiện tại mở rất nhiều nhà hàng steak ở trên toàn thế giới theo cái phân khúc là cao cấp, và rất nhiều người nổi tiếng đã tìm tới và ăn bò beef steak từ anh này. Thì thực ra có thể nhiều người sẽ thấy anh này thấy nấu cũng bình thường, rắc muối thì cũng lạ lạ thôi, có gì đâu mà hay. Nhưng các bạn có để ý không, anh này, cái cách anh nấu ăn, anh rất là tận hưởng cái quá trình đó. Tôi tin là chắc chắn là cái việc mà anh đi theo nghề bếp thì anh cũng trước đó anh cũng đã phải bật cái radar rồi, và anh thực sự thích cái công việc này thì anh mới có thể sáng tạo được với nó, nghĩ ra những cái cách nào đó vui vui kết hợp giữa sự hài hước và nấu ăn, thì coi như anh thành công bước đầu rồi. Nhưng trên đời này có quá nhiều đầu bếp, thì làm sao để mình là một người đầu bếp nổi tiếng? Thì mình phải biết marketing, mình phải biết tiếp thị chứ. Và ảnh thành công phần lớn nhờ khả năng marketing của ảnh hơn là khả năng nấu ăn. Vì ảnh có rất nhiều fan hâm mộ trên toàn thế giới, những người mà chưa từng ăn một cục thịt bò nào mà nấu ra hết thiệt, nhưng họ vẫn yêu thích. Và họ có một ước mơ là nếu mà giả sử đến Dubai chẳng hạn thì họ sẽ ghé cái nhà hàng của ảnh ngay. Đó,
thì các bạn làm ơn nhớ nha. Học marketing đi, bất kể bạn làm cái lĩnh vực nào thì bạn cũng phải có khả năng tiếp thị cái thứ mình đang có đến với người khác. Kể cả đó là sức lao động của bạn thì bạn cũng phải biết cách tiếp thị để người khác đánh giá cao sức lao động của bạn. Họ cho bạn làm những cái công việc trọng yếu hay là cho bạn lên chức thì đó cũng là marketing đó, đừng coi thường. Rồi đây là cái điều thứ tư. Cái điều này đặc biệt dành cho những người có thể là đã quan sát, theo dõi cuộc sống của mình vài tháng trời nhưng vẫn cảm thấy là không có nhiều cái thứ mà mình làm, mình thích trong khi làm. Thì chúng ta sẽ có cái gợi ý, đó là hãy nhồi những trải nghiệm mới vào trong cuộc sống của các bạn. Tôi cũng đã làm cái việc đó rồi các bạn ơi. Đôi khi cuộc đời của mình nhàm chán thì mình nên nhồi vào những trải nghiệm mới. Ví dụ bạn có thể đi du lịch, ví dụ bạn có thể tham gia thiện nguyện. Ví dụ bạn có thể đăng ký một cái khóa học, lớp học ngắn hạn nào đó về yoga, về thể chất gì đó. Ví dụ bạn có thể đến một cái quán cà phê hoàn toàn mới, thậm chí là một ngày ngồi một quán hoàn toàn mới. Ví dụ bạn có thể nghe một cái thể loại nhạc mà có thể chưa bao giờ bạn nghe, đại khái như vậy, nhiều lắm. Mỗi ngày hãy nhồi vào những thứ mới trong cuộc sống của các bạn và nhìn xem, để ý xem mình thích cái gì trong lúc mình làm. Vậy thôi, để ý. Rồi dần dần vốn sống của mình sẽ tăng lên, mình sẽ biết mình thích cái gì. Tôi nói đơn cử như là đi du lịch, bạn thuê một hướng dẫn viên đi du lịch, vui đúng không? Thế thì trong lúc đó bạn hãy nhìn đi, cái gì mà bạn thích trong khi bạn làm. Hãy nhớ nha, trong khi làm chứ không phải là trong khi hưởng thụ. Nhiều người thích đi du lịch, vui lắm. Cuối cùng tưởng đâu mình thích ngành du lịch, nhưng no, bạn thích được người ta cho đi du lịch. Thế thì trong cái lúc đi du lịch đó, bạn hãy nhìn cái anh hướng dẫn đó. Nhìn anh vất vả, hỏi anh hết về cái nghề đó, coi thử coi bạn có thích làm như ảnh hay không. Biết đâu đấy, nhiều người chợt thích trở thành hướng dẫn viên du lịch từ cái góc nhìn đó. Cơ hội nó mở ra chứ, đùa. Hoặc là cũng trong chuyến du lịch đó, tình cờ bạn được đi chung với một bạn gọi là vlogger, một cái người chuyên quay phim về du lịch. Bạn gặp người đó nói chuyện, trời, tôi nói thiệt á, cái cơ duyên trong cuộc đời này nhiều khi không lý giải được đâu các bạn. Điều quan trọng là bạn cứ nhồi vào cuộc đời bạn những cái trải nghiệm mới đi. Tự nhiên bạn sẽ gặp những người, sẽ tiếp xúc với những điều mà chưa bao giờ bạn trải nghiệm. Nhưng nó tạo nên cuộc đời mới của các bạn. Nhiều khi mình gặp những cái người làm những công việc chưa bao giờ mình biết. Mình nói chuyện với họ, mình xem thử xem họ làm cái đó như thế nào. Rồi mình có thể bảo, ơi cho tôi làm thử 5 phút, 10 phút được không? Rồi bắt đầu mình quan sát coi có mình thích làm cái đó. Trời ơi, nhiều khi cuộc đời nó thay đổi. Nên nếu mà kiếm hoài chưa thấy điều mà mình thích trong lúc làm, thì hãy nhồi vào thật nhiều trải nghiệm mới đi. Hãy đi tìm những trải nghiệm mới mà có vẻ mình thích. Nhồi vào đó đi. Và kiên nhẫn với nó bằng tháng, bằng năm. Tại vì rất nhiều người trong các bạn đã chán nản vài năm rồi. Thế thì chán thêm 1-2 năm nữa có sao đâu. Trong thời gian chán 1-2 năm đó, mình kiên trì, mình đi kiếm cái mà mình không chán. Thì nếu mà cái ngày mà bạn phát hiện ra cái mình không chán, mình thích trong lúc làm á, thì bạn có thể chấm dứt cái tình trạng chán này từ đó trở về sau cho tới hết đời của các bạn, bạn không muốn à. Nha, nên thôi kiên nhẫn chút xíu. Rồi, như vậy đó là 4 cái gợi ý rút từ cuộc sống của tôi về cái cách làm sao vượt qua cái tình trạng mà nản ơi là nản về công việc, làm gì cũng không trụ được lâu, chán đúng không? Thôi, một lần nữa thì tôi cũng gửi đến các bạn sự đồng cảm, sự chia sẻ. Mong là tất cả các bạn sẽ vượt qua được một cách bền vững cái việc này để chạm được cái ngưỡng là từ đó trở về sau sẽ không bao giờ bị sai con đường nghề nghiệp vì sai động lực nữa. Ha, hãy cứ thong thả xíu cũng được các bạn, cũng đừng áp lực quá. Giống như tôi đã nói, mình đã khổ nhiều năm rồi, bây giờ khổ thêm 1-2 năm nữa cũng chả sao, đúng không? Nhưng hãy biết sử dụng 1 năm khổ tiếp theo âm thầm ủ mưu để tìm và làm cái thứ mà trái tim mình hân hoan nó đập trong lúc làm thay vì sau lúc làm, thì cuộc sống của các bạn sẽ khác. Hy vọng những cái kinh nghiệm mà cực kỳ tâm huyết của tôi sẽ giúp được cho các bạn. Tôi mong điều đó lắm. Thôi, bây giờ chúng ta tạm chia tay nhau. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau các bạn nhé.